Quyền Linh bật khóc tiết lộ quá khứ đau đớn, ít người biết, một chi tiết khiến ai đấy đều xót xa. Hiện tại Quyền Linh là một trong những MC quyền lực bậc nhất trong showbiz Việt. Gia tài hoạt động nghệ thuật đối xử là vậy, nhưng không phải ai cũng biết Quyền Linh lại có một quá khứ vô cùng cơ cực, hoang mang không biết ngày mai sẽ đi về đâu. Trong chương trình Ký ức tươi đẹp, MC Quyền Linh đã kể hết về quãng thời gian lập nghiệp từ hai bàn tay trắng đầy đau đớn của mình. Theo nam diễn viên, khi ở quê, anh hình dung Sài Gòn là thiên đường. Nhưng khi tới chốn hoa lệ này, Quyền Linh nhiều lần cảm thấy nghẹt thở vì quá gian nan, không có gì để bám trụ, như bước đến đường cùng. Thậm chí là địa ngục, anh nhiều đêm thức trắng vì đói không ngủ được, nghĩ xem ngày mai sẽ sống ra sao. Quyền Linh rất khó kiếm được việc, muốn xin làm bảo vệ, cũng vì hỏi có tiền không. Công việc đầu tiên tại Sài Gòn của anh là phục vụ ở quán cháo. Câu trả cho anh là cháo để ăn chứ không có tiền. Ký túc xá đóng cửa lúc 10 giờ nhưng mình phải đi mưu sinh, lang thang kiếm cách nào đó để sống. Một đêm Linh đi ngang chỗ bán cháo trắng, đòi quá mà không có tiền, Linh cứ đứng nhìn. Nước miếng chảy ra, Linh đứng hoài rồi quyết định vào xin. Chị chủ nói nếu không còn khách mà còn cháo thì chị cho em. Linh ngồi chờ tới 3 giờ sáng, ngó nồi cháo ngày càng lưng xuống mà tim thắt lại. Cuối cùng thì cháo hết, không ai mua nữa. Chị chủ nói rồi đó, mày vô ăn đi. Linh phết hết chỗ cháo hết đó, nó ngon vô cùng tận. Sau đó Linh phụ chỉ bán cháo, phục vụ nhưng không có tiền. Quyền Linh xúc động kể lại, khi học xong trường sân khấu, Quyền Linh cũng không thể chen chân vào làm giải trí. Dù bạn bè cùng trang lứa như Tuấn Anh, Lý Hùng, Chiếm Hương đều đã được trở thành ngôi sao. Nam MC tâm sự, lúc đó nếu Linh muốn xét xếp cho những người đó cũng không thể được, vì con người Linh khi đó đến gần 10 mét là người ta đã đuổi đi rồi, vì họ có thể nghĩ Linh giật dọc, làm gì đó ảnh hưởng đến đoàn. 10 năm lần đận, việc không có tiền trái túi, Quyền Linh quyết định tạm xa Sài Gòn, về quê làm người nông dân. Nhưng khoảng thời gian gắn bó với vườn tược, ruộng đồng, Quyền Linh lại nhớ Sài Gòn. Thấy nơi đây như người yêu của mình vậy, anh quyết định trở lại Sài Gòn với hai bàn tay trắng. Nam MC bật khóc nhớ lại quá khứ nghèo khó. Người ta sống ở Sài Gòn đô hội với tất cả mọi thứ. Linh sống ở Sài Gòn với một cái nồi đen, đứt móc. Đó là gia sản của mẹ Linh, một cái mồng trách nên không dám mở ra. Hai bộ đồ, từ mỗi lần nhắc đến đây thì Linh không thể nào quên được. Lần thứ hai lên Sài Gòn với 2 lít gạo, một chai nước mắm, một hũ chao. Linh nói với mẹ rằng tết sống gì con vẫn phải bám đất Sài Gòn để có thể thay đổi vì nghèo quá. Dù quyết tâm cao khi từ biệt mẹ ở quê, nhưng tới nơi Quyền Linh cũng chưa biết phải làm như thế nào để sống. Kiếm miếng ăn đã khó nên Quyền Linh khi đó không nghĩ sẽ theo con đường nghệ thuật. Anh mưu sinh ở chợ, làm từ vận chuyển hàng, rửa xe, lau xe cho tới bán rau củ, chọn ra từ chỗ thương nhân bỏ đi. Anh xông pha vào tất cả các trần điệu của nghệ thuật, đi theo các đoàn làm khuôn vác, hậu đài, nấu cơm, dọn dẹp, ai sai gì cũng làm, không cần tiền, mà vẫn đầy nhiệt huyết và nỗ lực. Trời không phủ lòng người, bước ngoặt của nghệ thuật của Quyền Linh xuất hiện khi anh được đóng vai quần chúng trong phim Phạm Công Cúc Hoa, sau đó được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim điện ảnh, rồi khắc tinh đóng vai chính Thế Chúng, một ngôi sao hạng A, khi đó quá nhiều show. Từ đó giới nghệ thuật xuất hiện gương mặt Quyền Linh. Anh liên tiếp gặt hái thành công trong lĩnh vực diễn xuất và sau này là sân sang làm MC với nhiều dấu ấn. Hiện tại dù đã là một cái tên tuổi lớn trong showbiz, nhưng Quyền Linh vẫn giữ thói quen sống và sinh hoạt giản dị, gần gũi với người dân lao động.